Xin chào tất cả các bạn nha. Thì hiện tại thì mình trước mặt các bạn là chiếc Vario 150. Thì hôm nay thì mình đã có một cái dịp là mình lấy chiếc xe này mình test thử. Sau đây là những cái chia sẻ của mình về cái chiếc xe Vario 150 này nha. Tại vì trước giờ mình làm cái video những chiếc xe tay ga, nhưng mà thật sự chiếc Vario mình cũng mới thử chạy đây ta. Cũng thấy rồi nhưng mà mình cũng mới chạy thử ngày hôm nay để coi nó có cái gì mới. Thì đầu tiên là mình nói chung về cái những cái tổng quan của nó nha. Thì về cái thiết kế thì mình thấy là đa phần Vario 2018 này thì các bạn đã thấy nhiều ở trên thị trường rất là nhiều rồi đó. Thì mình thấy là xe này thì ở thành phố Hồ Chí Minh thì nó rất là phổ biến nha. Còn ở phân khúc ở mấy cái tỉnh thì nói chung nó cũng đã nhiều, nhưng mà nó chưa có đại trà như là như Airblade hay này kia. Tại vì ở quê thì người ta đa phần là người ta chuộng về cái chính hãng, người ta vô hãng người ta mua thôi. Còn nhiều khi những cái này thì xe nhập nhưng mà người ta nó sẽ không có chuộng bằng xe chính hãng. Giống như hàng sách tay với lại hàng chính hãng, người ta chấp nhận người ta bỏ thêm tiền nhưng mà người ta vẫn thích là vô cái cửa hàng chính hãng nó bảo đảm hơn vậy thôi. Mà du quê thì mình chưa thấy nhiều. Thì bây giờ tổng quan của nó thì mình thấy là khá là ok, khá là đẹp ha. Cái này là hôm nay mình làm cái video này thì mình sẽ đánh giá chung về cái về mặt về thẩm mỹ, về những cái hình ảnh của nó, rồi về cái trải nghiệm của nó khi mình chạy nó sẽ như thế nào. Thì bây giờ á, mình thấy cái xe của nó thì nó ở đây là nó sẽ có hai cái học nè đó, hai cái học á. Thì mình nhìn như vậy thì nói chung là mình tưởng ban đầu mình cũng tưởng nó khá sâu, nhưng mà thật ra là làm càng nghèo này không biết mình để cái gì nữa. Ở đây thì dụ như mình để có thể là để được bao tay hay này kia kìa thôi, nhưng mà chạy nước là có thể là sẽ không đủ dài, tại vì nó cái này nó không có sâu lắm. Còn bên này không biết để gì luôn, bên này không biết này chắc để được có thuốc là sao. Cái này thì nó sử dụng là khóa, cái này kêu bằng khóa núm bếp ga ha. Nó cũng xài remote luôn, cầm tay. Thì bao tay thì nó lại là sử dụng bao tay của cái dòng cũ của ga lắc đời cũ. Mấy xe đời cũ thì nó sử dụng bao tay này, nhưng mà xe này thì nó lại bây giờ nó mới sử dụng cái bao tay này. Cái bao tay này thì nó cũng không có đẹp lắm, tại vì nó ấy à. Còn hệ thống đèn led này thì đa phần bây giờ tất cả những cái dòng xe nó đều chuyển qua hướng là cái bảng đồng hồ điện tử hết. Thì trong đây nó có thông số này kia nó đều ấy, nhưng mà những cái mà xe mới bây giờ nó ít có sử dụng kim đó. Mình thấy là vậy, đây là cũng là một trong những cái xu hướng mới đó. Đây là hai cái công tắc mình có thể là chỉnh này kia nè. Đây là mình làm cái video này để cho những cái bạn nào chuẩn bị mua Vario á để mình tham khảo nha. Còn ví dụ những bạn biết quá rành rồi thì chắc mình cũng không có dám chia sẻ những thông tin gì nhiều đâu. Thì đây là cái hệ thống đèn led của nó, mình bật lên luôn, mình bật lên để cho các bạn thấy là cái hệ thống đèn led của Vario mới này nó như thế nào. Thì mình thấy theo cái đánh giá quan điểm riêng của mình á là nó khá là đẹp. Nhìn ở phía trước này như vậy thì mình thấy là khá đẹp ngầu. Nó tuy rằng á, mình thấy là cái thằng Vario này và thằng Vario đời trước của nó, cái mẫu trước á, thì hai cái mẫu này thì mỗi một cái mẫu nó đều có những cái đặc điểm và những cái đẹp riêng. Thí dụ như thằng kia thì nhìn nó rất là góc cạnh, như những cái góc cạnh này nè, và đầu này kia của nó, phần này nè ha, và đèn đồ nó rất là sắc sảo và nhìn nó rất là mạnh mẽ, nhìn nó hay lắm kìa. Cái đầu của nó nhìn giống như chiếc Lamborghini vậy, nhưng mà thằng này thì nó khác. Thằng này thì những cái góc cạnh của nó, cái đường nét của nó không còn như thằng kia nữa. Thật sự là mình nói là nó không đẹp bằng thằng kia, nhưng mà nó lại mang cái nét đẹp riêng của nó là về cái hệ thống đèn led. Là tại vì những cái đời sau thì nó làm những cái giống như là nó tân tiến hơn, và những cái đèn led và hệ thống này kia nọ nhìn thấy nó coi bộ nó có thể là nhìn nó hiện đại, nhưng mà cái nét kia thì nó vẫn là mạnh mẽ hơn. Nhưng mà thằng này nó vẫn là đẹp nha, chứ không phải thằng này nó xấu nha.
Tại vì thí dụ như có những người có cái quan điểm là thích cái mẫu cũ thì nó là mẫu cũ nó đẹp, hàng mẫu mới nó xấu quắc ra này kia chê. Nhưng mà mình khi mà mình sử dụng xe hay là mình đánh giá một cái chiếc xe, mình đừng có cái quan điểm là mình thích cái gì là mình đánh giá cái đó cao, và mình không thích cái gì thì mình đánh giá cái món nó thấp. Không phải, mình phải đánh giá về cái tổng quát chung của nó và những cái gì nó khách quan tí. Tại vì mình thấy là cái mẫu này nó vẫn đẹp chứ không phải là không nha. Mẫu này mình thấy nó khá ok, vẫn ok về mọi thứ hết, về thiết kế này kia tất cả các thứ đều khá là ổn. Đó. Về hệ thống đèn led, hệ thống dàn chân của nó nè cũng ok, nói chung là nó cũng khá là đẹp. Nhưng mà cái nét đẹp của nó khác thằng kia, nó cũng mang một cái mạnh mẽ nhưng mà nó một cái gì đó nó cầu bộ nó to hơn, nó hầm hố hơn, nó hiện đại hơn, nó khác cái thằng kia một tí. Thằng kia nó nhìn nó hầm hố ra. Đó, thằng này thì nó cải tiến hơn, giống như thí dụ như các bạn thấy cái dè thằng này thì nó làm dè rời, và cái đèn xi nhan của nó thì cái này, đèn này nó đã được thay rồi, nó đã được thay cái bóng xi nhan đó, như các bạn thấy ha, nó đã được thay cái bóng xi nhan, mà cái xi nhan này nó làm cho xe gọn lại. Thì một cái điểm là mình thấy là do cái cách của nó làm về cái hệ thống xi nhan và cái dè như vậy là nó cải tiến và nó làm muốn cho nhìn cái kiểu nó thể thao hơn. Nhưng mà một cái điều mà mình thấy là nó làm thiết kế như vậy để cho thể thao theo cái kiểu những chiếc xe mẫu mô tô kiểu sport, snack này kia đó, kiểu neck này kia các thứ, thì nhưng mà tay ga thì nó làm như vậy thì nói chung nó cũng đẹp chứ hay không. Nhưng mà nó sẽ có một cái là nó sẽ văng nha, nó văng rất là nhiều. Và nếu mà các bạn xe này bạn đi trời mưa thì nó sẽ gọi là dơ. Đây các bạn thấy nè, cái này là cái khoảng không của nó thì nó sẽ văng trời mưa, mà bạn đi đường trường cái này nó sẽ văng cực kỳ. Đó là cái điều mình thấy. Và một cái, nếu mà một cái đèn xi nhan của nó, nếu mà cái đèn zin á, nói chung là cũng tạm ổn, nhưng mà mình thấy nếu mà nó thiết kế ở trong đây luôn thì nó sẽ khá đẹp. Còn này thiết kế ở ngoài ha, nó thiết kế ở ngoài thì nó mang lại một cái gọi là dở là bao nhiêu, phải không? Ở thị trường Việt Nam á, xe máy rất là đông mà dân không ý thức thì nhiều. Khi mà bạn đi, bạn có thể là dựng xe này kia kia nọ đó, hoặc là mình di chuyển, nó có thể là nó bị cào quẹt và nó bị gãy, nó rất là dễ gãy cái đèn đó. Nên đó cũng là một cái điểm dở của cái xe này. Tại vì cái thiết kế đó là chung hết rồi, mình phải chịu thôi. Ở thị trường này thì mình phải chịu thôi. Cái cản này thì khá đẹp nè, gọn, ôm vô xe không có dư, không có gì hết, dầm rất liền lạc. Và cái yên này mình trải nghiệm thì mình thấy là khá mềm, ổn định, đi đường xa được, không sao. Đó, về cái tổng quan của nó ha. Và bây giờ mình nói về cái sự trải nghiệm của chiếc xe này khi mà mình chạy. Thì bây giờ chiếc xe này mình chạy, hồi nãy mình chạy đường trường, đường gồ ghề, rồi nói chung đường ngoằn ngoèo tá lả hết trơn. Thì một cái đánh giá của mình là những chiếc xe đời mới bây giờ không biết là như thế nào, nhưng mà nó vẫn bị rung đầu nha. Nó vẫn bị rung đầu, nhưng mà xe này thì nói chung mua cũng vài tháng nhưng mà nó đã có hiện tượng rung đầu. Thì cũng một số anh em ở trên YouTube thì cũng có chia sẻ những cái clip mà trị rung đầu. Thì mình sẽ có một cái video mình chia sẻ và cho các bạn về cái bệnh rung đầu và cái bệnh đó mình đi trị mấy chỗ rồi nó vẫn không hết. Mình sẽ chia sẻ và mình nói về những cái nỗi niềm của những người mà đi tay ga mà bị rung đầu đó. Còn bây giờ mình sẽ nói chung về cái chiếc xe này thôi. Thì chiếc xe này của mình thì mình thấy là một cái vấn đề là khi mà mình chạy ở cái đường trường á, là mình cảm giác được xe nào êm hay không êm. Nhưng mà đối với chiếc xe này thì có một cái vấn đề là mình chạy đường trường nó sẽ không có được êm và nó bị gào máy. Không biết là do cái vấn đề nồi hay là gì đó ở trong xe này thì mình không có
biết, nhưng mà đối với cá nhân mình xe này thì mình đi đường trường nó không được êm lắm, và cái máy nó hơi bị gạo. Nếu mà thật sự những chiếc Alac mới mà mới mua vài tháng đi vẫn êm hơn con này. Đó là mình do cái cá nhân mình chạy hai chiếc xe giờ mình thấy. Nếu mà một chiếc Alac mới mua vài tháng và một chiếc Vario này hiện tại cũng mới mua vài tháng thì chiếc Alac, mình không nói về phân khối nha, nhưng mà về cái độ êm của nó thì cái chiếc xe kia nó vẫn êm hơn xe này. Nhưng mà những cái dòng đời sau này các bạn nên biết là không Alac từ 2016 đến 2017, 18 rồi á, và những cái chiếc Vario Lip mới bây giờ nó gào quá, cái máy của nó kêu nhiều hơn so với những đời cũ á. Đó là do cọng dây cua của nó làm hai gân cưa nên nó ổn hơn so với là cái dòng xe cũ mà nó sử dụng một dây cua một mặt ở trong, còn bây giờ là hai cái mặt ở trong lận, mặt trong mặt ngoài chứ hai mặt. Đó là do mình thấy và mình cảm nhận. Và chiếc xe này đi á, không biết là do xe này như thế nào, nhưng mà chiếc xe này cá nhân mình cảm thấy là nó hơi nặng cái đầu. Mình chạy mình cảm giác cái đầu nó hơi nặng. Nặng hơn so với chiếc cả đó mình đi. Và còn một điều khá là quan trọng nữa là cái chiếc xe này, mình hồi nãy mình có chở thêm một người ở phía sau, và một cái người nó cũng gọi là khá nặng. Thì một cái điều mình thấy được, đó, một điều mình thấy được là nếu mà xe này mà chở nặng hai người mà khá nặng đó nha, một người khoảng 70-80 kg trở lên á, thì chiếc xe này cái phục nó sẽ gọi là nó bị không có, nó không có đầm, nó không có êm bằng so với cái những cái dòng xe hai phục. Cái dòng xe hai phục đi những cái đoạn đường gồ ghề, những cái đoạn đường ấy thì nó sẽ êm hơn so với xe này. Đó là do mình cảm nhận được là khi mình chở nặng thì cái phục này nó sẽ đưa ra được cái nhược điểm của nó là nó sẽ không có được êm. Đó, thì đúc kết lại chiếc xe này mình chạy như thế nào, kiểu dáng là đẹp nha, mạnh, và nói chung là thiết kế mọi thứ đều ok hết. Nhưng mà tóm lại thì xe chạy với tốc độ nhanh thì máy nó sẽ bị gào, và đi đường trường là sẽ thấy được cái điều đó dễ nhất. Đó là mình thấy là như vậy. Còn đi, nếu mà đi đường gồ ghề thì cái nếu mà đi đường ẩu gà ẩu dôi hoặc là này kia đó, thì nếu mà hai người nặng đi mà chiếc cái phục này là sẽ thấy được cái nhược điểm của nó liền, là nó sẽ bị tưng đó. Và xe này thì cái cổ hơi nặng, đi chạy bẻ lái nó hơi cứng, nhưng mà về mọi thứ thì ok. Nhưng mà nói chung á, thì theo mình thấy là mỗi một dòng xe hay là mỗi một cái gì đó, cái loại xe đời hay sao đó, giống như đời cũng Alac hay là này, một cái dòng xe thì nó sẽ có một cái nhược điểm. Mỗi một đời này sẽ có bị một cái nhược điểm, nhưng mà vấn đề là mình khắc phục nó như thế nào. Thì các bạn thí dụ như là phải chịu khó khắc phục thôi, chứ thật ra dòng xe nào nó cũng như nó cũng vẫn có lỗi, vẫn có này kia kia nọ vậy thôi. Vấn đề mình chấp nhận, mình chạy thì mình fit nó từ từ thôi. Nói chung mà con này mình thấy là khá ổn, chở gái đi là thôi thầy luôn. Nhưng mà con cái là xe này hơi văng nha, mùa mưa đi xe này là rửa xe hơi mệt á. Ý mà xe này là được thay cái chắn bùn sau nè, được gắn cái mới vô nè, chứ thật ra cái của nó chỉ có tới trong dây thôi. Đó, nó tới trong đó. Đó, trong đây thôi thì nó sẽ dặn như thế nào, nó dặn rớt cái điện thoại luôn. Đó, thì các bạn xem cái video này thì các bạn nếu mà có những cái thông tin hay những cái thắc mắc hay những cái gì mà các bạn muốn chia sẻ trao đổi á, tại vì cái đây là mình nhắc lại nha, đây là cái quan điểm cá nhân của mình, và khi mình chạy và mình trải nghiệm thì mình cảm thấy nó như thế nào mình chia sẻ với các bạn như vậy. Nhưng mà đối với mình thì về mức thẩm mỹ là xe này vẫn là ok, không có xấu hay là không có gì hết nha, mình thấy là khá ổn định đó. Nhưng mà ai mà muốn chơi xe này thì về fit là một hai cái lỗi của nó thôi. Alac nó cũng vẫn bị lỗi, tôi cũng cảm thấy là rất là không hài lòng vì những cái lỗi rung đầu hay là những cái này kia của xe tay ga, nhưng mà phải chấp nhận thôi đó. Thì các bạn
cần thêm những cái thông tin hay là các bạn muốn muốn chia sẻ về những cái gì, các bạn cứ comment ở bên phía bên dưới, và các bạn thấy như thế nào. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem cái video và xem hết cái video này, thì các bạn cứ like và đăng ký kênh để theo dõi những cái video kế tiếp và những cái thông tin mình sẽ chia sẻ với các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video nhé.